Chào các bạn, đây là cái máy uốn sắt Phi 25 các bạn ạ. Uốn tự động. Tôi sẽ test thử cái máy này trước khi giao cho khách ở Quảng Ninh các bạn nhá. Đây, khi chúng ta bật máy đây, cái này bật máy tiếng rất là êm các bạn ạ. Máy đang chạy rồi đấy, rất là êm. Bật nhá các bạn nhá, thử bật phát ra nào. Đó. Đó. Đây, thử cái lửa cho các bạn xem nhá. Thử cái lửa này dài ra một tí không nó chạm vào trong đấy mất. Đó. Cái máy này nó sẽ có bảo hành là 6 tháng các bạn ạ. Trọng lượng là 65 kg. Đấy. Model 2020 chạy tự động, công suất động cơ là 3 kW, chạy điện một pha các bạn nhá. Cái bơm dầu là bơm của Hàn Quốc luôn. Đó. Đây, máy chạy rất êm các bạn này. Bấm chạy nữa cho các bạn xem nhá. Các bạn có thể chỉnh cái này này. Đây các bạn chỉnh cái này. Nó bẻ 90 độ thì bạn chỉnh về 90 độ, bẻ 100 độ thì bẻ chỉnh 100, bẻ 130 thì chỉnh cho 130 đây. Bạn lấy con ốc này ra. Bạn chỉnh nó theo cái đường ở đây, cái vạch ở đây các bạn nhá. Đó. Rồi, chào các bạn nha. Các bạn nếu mua máy này thì hãy kết nối với số điện thoại của tôi ở dưới video các bạn nha.